Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khóa học mua sách của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái quy trình mà mình làm việc với một cái ứng dụng gì đó các bạn nhé. Thế sau này khi đi làm thì các bạn sẽ gì không phải là đôi khi là các bạn gì không phải là bạn phát triển tính năng mới mà gì có những cái tính năng cũ các bạn cần maintain các bạn nhé. Thế thì các bạn cần hiểu rõ cái quy trình của nó, cách làm việc như thế nào để khi mà các bạn vào gì đọc source code thì bạn có thể hiểu được. Ở đây thì mình chỉ demo một cái ứng dụng nhỏ là gì ạ? Đây là cái ứng dụng về Trulip các bạn nhé. À, người dùng nhập một cái gì công việc ở đây và gì khi nhấn submit nhá. Ví dụ mình gì ăn cơm nhỉ, ăn cơm hai đi. Mình nhấn submit này thì mình sẽ thêm được cái công việc vào trong cái list này các bạn nhé. Và khi mình xóa này thì mất cái công việc này nhá. Rồi thì khi mà các bạn nhìn một cái ứng dụng như thế thì các điều đầu tiên thì các bạn vào kiểm tra giúp mình này. Và vào cái phần đây ạ, phần common này các bạn nhé. Các bạn phải phân chia ra common và xem là gì lập trình viên trước đấy thì họ phân chia common như thế nào không ạ. Ở đây thì hiện tại thì mình sẽ chia ra để message input là các bạn nhé, là một common này và message là input này nhá, là gì để chúng ta gì đánh vào công việc và gì submit nhá, và message view này là chúng ta show ra list các công việc đúng không ạ. Và cái công việc của chúng ta là chúng ta sẽ dùng gì dắt để gì để làm cái công việc này, cho nên là gì các bạn lại phân tích tiếp là gì để show ra được cái list công việc này đúng không ạ, thì chúng ta phải có gì một cái mảng để lưu ra tất cả cái message này các bạn nhé đúng không ạ. Khi chúng ta đánh một cái message nào đấy thì chúng ta put nó vào trong cái mảng đây phần tử đấy đúng không ạ, và gì show ra đây đúng không, từ cái mảng đấy chúng ta sẽ show ra đây for each ở đây đúng không ạ. Và khi mà đánh phần tử thứ hai thì dựa vào state trước đấy là một phần tử ạ, mình lại put thêm phần tử là gì sau đó là mình lại show ra các bạn nhé. Rồi thì sau khi phân tích được gì, chúng ta biết là component nào và store cần lưu cái mảng message đúng không? Thì các bạn vào cho mình cái file index.js đúng không? Ở đây thì mình setup sẵn rồi nhá. Nhưng mà quy trình là gì? Làm bất cứ một cái trang web phức tạp nào hoặc là những ứng dụng phức tạp thì nó cũng sẽ đi theo những cái bay này các bạn nhé. Bạn vào cho mình cái index.js này. Mình import cái credit store này. Cái này là do mình tạo ra các bạn nhé. Và các bạn cố gắng đọc hiểu cái co này giúp mình, và mình cũng đã cố gắng giải thích rất là kỹ cho các bạn rồi. Sau khi thì bạn import credit store này gì thì các bạn khởi tạo cho mình cái intestate này là cái message bao gồm gì mạng rộng các bạn nhé, trước là chưa có phần tử nào không ạ. Xong xuôi thì các bạn gì tạo ra một cái store bằng cái credit store và đưa vào cái reducer nhé, và cái khởi tạo ban đầu của nó đúng không ạ. Khởi tạo ban đầu như mình nói là gì là mạng các message, sau này thì các bạn hoàn toàn có thể đây là gì bạn là thêm đây thì là ví dụ như là gì product các bạn nhé, mình đang ví dụ thôi, các bạn hoàn toàn có ngoài cái mạng message này đúng không, thì các bạn có thể thêm là gì danh sách sản phẩm nha đúng không, thì các bạn thêm vào đấy thôi nhá, đấy thì nó có tính mở rộng lên các bạn nhé, và card đúng không, và nhớ cho mình là gì chớ cho mình là cái interstate là cái đối số thứ hai truyền vào cái store bạn nhé. Rồi mình tạm thời mình xóa cái này đi. Mình để lại cái dấu này bạn nhé. Đấy thì xong cái bước một đầu tiên là gì? Các bạn đã phân tích được component và gì? Các bạn đã tạo ra được cái store bạn nhé. Tạo ra được cái store đúng không ạ? Thì công việc còn lại của bạn là gì? Các bạn sẽ phân tích trên giao diện người dùng. Sau khi tạo store này thì các bạn nhớ cho mình tạo cho mình luôn một cái reducer, hoặc là các bạn nên tạo một cái reducer các bạn nhé. Có thể là lúc đầu thì các bạn chưa có những cái này nhé, các bạn comment lại đúng không? Cái reducer lúc đầu của bạn chỉ là gì? Chỉ đơn giản là một cái function thôi. Bạn nhớ cho mình là cái reducer đơn giản là một cái function đây. Ở đây cụ thể là message reducer này mà và nhận vào state và action nhé. Tại sao nhận vào state và action thì ở video trước mình đã nói rất là rõ các bạn nhé. Và sau đấy các bạn import ra và import vào index.js là xong cái bước setup đúng không? Các bạn quay trở lại cái giao diện người dùng là gì? Ví dụ yêu cầu đầu tiên là họ nhấn vào nút submit này thì chúng ta phải gì? Phải lưu trữ cái message này trên store đúng không ạ? Vào cho bị thêm cái phần tử đó vào trong cái gì? Cái message ở trên cái store đúng không ạ? Và gì? Và đồng thời các bạn nhé, render lại cái giao diện người dùng đúng không ạ? Thế thì công việc mà gì ạ? Render lại giao diện người dùng thì thằng gì đã làm cho bạn rồi. Tức là các bạn chỉ cần có một cái action nào đấy, đúng không ạ? Và các bạn thay đổi được đúng cái trên store stay thay đổi các bạn nhớ cái chở mươi tươi thật nhá, tránh cái việc là gì các bạn là gì các bạn luôn luôn phải tạo cho mình một object mới hoặc là ở đây mới nhá, thì nếu mà các bạn không gì render lại thì các bạn phải xem lại cái đấy là gì, khi cái công việc là gì render toàn bộ các app của mình
thì cái thằng Zidane làm cho mình rồi đúng không ạ? Mà mình bản thân mình viết một cái custom store ấy thì mình cũng đã làm đây đều đấy cho bạn rồi, các bạn không quan tâm nhé. Các bạn chỉ quan tâm là gì, dispatch một action này đúng không ạ? Sau khi dispatch xong thì các bạn dựa vào action type, các bạn lên cái gì reducer của bạn và gì, các bạn check cho mình đúng vào đấy đúng không, đúng cái action type đấy và gì, và return cái state mới các bạn nhé. Cụ thể là gì, mình kích vào submit này đó và mình return cái state mới là gì, thêm cái gì phần tử vào trong cái mảng message các bạn nhé. Rồi thì các bạn vào trong cái source code này và cái gì tìm đến cái component gì có cái action đấy đúng không ạ? Cụ thể là gì, mình tạo component nhé, và đây là message này, mình có hai gì, message input và message view nhé. Cái click ấy thì nằm trong message input đúng không ạ? Đây thì các bạn thấy này, khi mình on click vào cái button submit nhá thì mình sẽ xử lý gì, gọi đến cái handle submit, và cái handle submit này gì, nó sẽ thực hiện là dispatch này đúng không ạ? Dispatch là gì, thay đổi state ở trên view các bạn nhá. Khi các bạn dispatch với cái object này đúng không ạ, thì action nó chính là cái này, và các bạn chỉ cần vào reducer đúng không ạ, bạn check, lúc này các bạn mở cái này ra nhá, lúc này với check là gì, action type bằng bằng message các bạn nhá, thì bạn return là gì, cái mã object là một message là gì, bằng state.message.concat đúng không ạ, và action.message, vì cái action.message chính là cái message mà gì người dùng nhập vào các bạn nhá. Ở đây này, khi người dùng nhập vào đấy thì mình sử dụng cái handle chain này đúng không ạ, on chain này thì mình sẽ lấy được cái giá trị, xét được cái giá trị tại cái thời điểm là gì, mình nhấn vào submit các bạn nhé, và mình truyền cái message lên đúng không ạ, thì mình chấm message ra được message, và trong gì user là gì ạ, mình chỉ cần gì lấy cái thằng message cũ này các bạn nhé, đây là cái state.message này, nó là chính là cái mảng rộng các bạn nhé, chấm concat là gì, nối vào cái thằng action.message này đúng không ạ, tức là mình giống như là các bạn put vào cái message, cái mảng message như là gì, thay vì gì, cái thằng put ấy thì nó sẽ gì, nó sẽ làm cho các bạn là gì, nó sẽ không tạo clone mới cho các bạn một cái array mới nhá, thì cái thằng này nó tạo cho bạn một cái array mới các bạn nhá. Rồi thì sau khi mà return được cái message mới này thì các bạn đã nhận được cái new style mới không ạ, nhận được new style mới thì gì, component nó gì render nhá, và gì, và giao diện gì render lại, và khi render lại thì nó sẽ chạy vào cái ở trong cái message view các bạn nhá. Lúc này các bạn công việc của bạn chỉ lên store đúng không ạ, vì công việc gì render thằng kia nó làm cho mình rồi, thì khi mình click xong cái button đấy mình dispatch nhá, thì cái giao diện toàn bộ thằng app sẽ được gì render các bạn nhá, và đã làm rồi, và cái function này chắc chắn sẽ côn lại được chưa, côn lại thì gì, các bạn thì công việc đơn giản gì, các bạn lên store các bạn lấy ra cái message đúng không ạ, store trong get state này, và lấy chấm message key các bạn nhé, message key chính là cái thằng này này, đấy là chấm message key các bạn nhé. Lúc này là nó đã có thêm một cái phần tử là gì, abc vào đây nhá, tức là cái công việc mình vừa add thêm đấy đúng không ạ? Thì khi mà có được cái message đấy, nó là cái mảng các phần tử đúng không ạ? Thì mình gì? Mình chỉ cần render ra các bạn nhé. Đây, render ra. Render ra gì? Tương ra cái li này. Và gì? Xử lý delete này các bạn nhé. Rồi đấy là tất cả cái quy trình nó liên quan đến việc là gì? Khi các bạn làm. Đây, lần đầu tiên thì mình không có cái message nào. Cho nên là gì? Nó sẽ gì? Tương ra cái thằng list này khi có gì các bạn nhé. Lần thứ hai thì mình ví dụ ăn cơm nhé. Mình nhấn vào submit này đúng không ạ? Thì như vậy thì công việc của các bạn chỉ có hai cái thôi. Một là các bạn tạo ra cái reducer giúp mình. Thì nếu mà người dùng người ta trước đấy là những lập trình viên khác ấy, họ đã tạo reducer rồi, thì các bạn check cái tag đấy xem là người ta đã có chưa. Có rồi thì các bạn vào trong đây các bạn viết logic cho các bạn nhé. Nhớ là return cho mình cái state mới, được chưa? Dựa vào state cũ. Rồi xong xuôi thì là hết các bạn nhé. Thì lúc đấy thì gì? Khi mà các bạn đã có state mới thì giao diện nào cần dùng cái thằng tay nào thì các bạn vào đấy thì các bạn chỉ lấy ra và gì render lại view thôi các bạn nhé. Cái công việc là gì? Thằng app gì render là nó đã làm cho bạn rồi đúng không ạ? Tương tự là gì, khi mình delete này cũng thế đúng không ạ, mình sẽ dispatch các bạn này. Đấy nha, khi mình delete thì mình sẽ gì gọi đến handle delete các bạn nhé, truyền vào cái index key nhé, và gì mình dispatch này với type bằng delete message, và gì mình delete ở vị trí nào đúng không ạ, index này, và trên cái gì user đúng không ạ, cũng sẽ check theo cây là gì, action là delete đúng không ạ? Và mình sẽ filter lấy ra những cái gì, loại bỏ cái action index các bạn nhé, và gì return lại cái message mới nhé. Rồi đấy thì cái quan trọng nhất đấy là các bạn là gì ạ? Là clone cho mình cái object mới hoặc array mới. Tất nhiên là gì, có những cái thư viện giúp cho các bạn là gì không cần gì, các bạn không cần quan tâm nhiều cái việc là gì clone được array mới hoặc giúp object mới các bạn nhé. Thì các bạn có thể gì sử dụng chính các thư viện đấy như Eimer đúng không ạ, nhưng mà các bạn cần nhớ là gì, tất cả những thư viện đấy thì bản chất là gì, nó cũng làm công việc đấy cho bạn rồi, các bạn cần phải biết, bởi vì trong những dự án của bạn không chắc là gì 100% dự án là gì
là họ sử dụng cái thư viện đấy, hoặc là gì, hoặc là 100% là gì, các project nó sử dụng Redux Toolkit các bạn nhé. Redux Toolkit thì nó tích hợp cái đấy cho bạn rồi, thế bạn không cần phải làm việc đấy. Thì tại sao các bạn cần học Redux trước? Bởi vì trong Redux đấy nó sẽ có bản thân Redux, nó đã gì, nó đã giấu đi rất nhiều cái thứ core bên trong rồi. Khi các bạn học được Redux đấy thì là cái bước đệm đầu tiên đấy. Sau đấy là gì, các bạn mới nên học lên Redux Toolkit, vì Redux Toolkit nó lại tiếp tục là gì, nó tối ưu những cái việc đấy các bạn nhé. Nó làm cho mình nhàn hơn rất nhiều, nhưng mà tuyệt vời khi các bạn là hiểu được những cái điều bên sâu bên trong ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn gì, khi các bạn code thì các bạn sẽ gì control được những cái dòng code bạn rất là tốt các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ public cái thằng này mình hoàn toàn viết trên cái custom store mình nhá. Tất nhiên là mình sẽ có thể sử dụng cái custom store này, mình có thể làm kể cả một cái trang bán hàng vẫn ok các bạn nhé, vẫn ok. Nhưng mà gì, nó còn liên quan đến việc gì, combine reducer này, tức là các bạn có thể tách nhiều cái reducer này, các bạn có thể tách nhỏ ra nhé các bạn nhé, hoặc là những cái về middleware đấy, và một số cái nữa liên quan đến gì đắt nó làm, cho nên là chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và mình như mình đã nói là không ai tạo lại cái bánh xe cả, nhưng mà khi các bạn tạo bánh xe thì các bạn hiểu rất là rõ, và mình rất là hy vọng rằng là khi mình đưa cái thằng này lên GitHub, và mình sẽ đính kèm link ở dưới video này, và các bạn clone về. Sau đấy thì các bạn có thể gì đọc hiểu và console cho từng dòng code một các bạn nhé. Thậm chí các bạn vào trong Click Store để đọc từng dòng code một để gì, để mục đích là gì, là để mình nắm được cái tư duy tư tưởng của nó các bạn nhé. Để khi mà các bạn học bất cứ một cái thư viện nào thì các bạn cũng dễ dàng control. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Mình sẽ kết thúc cái lý thuyết về Redux ở đây và gì ạ? Và chúng ta sẽ đi vào trong cái phần Redirector các bạn nhé. Quay trở lại cái Redirector, phần màn màn hình Redirector các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.